Kính mời quý vị theo dõi bài Độc tài kiểu mới. Hiện nay không ai có thể chối cãi chính quyền Việt Nam là một chế độ độc tài. Tính chất độc tài ấy có 3 biểu hiện chính. Thứ nhất, đó không phải là chính quyền do dân bầu lên nên không thực sự là do dân hay của dân, và trên thực tế nó cũng chẳng bao giờ vì dân. Thứ hai, mặc dù Việt Nam tự xưng là một nhà nước pháp quyền, ở đó có đầy đủ hiến pháp và luật pháp, nhưng tất cả đều chỉ được sử dụng để trấn áp dân chúng, còn nhà cầm quyền thì ở ngoài và ở trên pháp luật. Và cuối cùng, thứ ba, chính quyền Việt Nam tìm mọi cách để bóp nghẹt các quyền tự do căn bản của con người, từ tự do ngôn luận đến tự do biểu tình và tự do tham gia các hoạt động thuộc xã hội dân sự cũng như các hoạt động chính trị nằm ngoài khuôn khổ của chế độ. Có điều, chế độ độc tài ở Việt Nam có một số đặc điểm nổi bật cần được nhận diện. Thứ nhất, đó là một chế độ độc tài không có nhà nước độc tài, hoặc nếu có, diện mạo của nhà nước độc tài ấy cũng rất mờ nhạt, không rõ nét. Xin lưu ý là trên thế giới có 3 loại độc tài chính: độc tài quân chủ, độc tài quân phiệt và độc tài đảng trị. Đằng sau cả 3 loại độc tài ấy bao giờ cũng là một cái gì đó có tính chất tập thể, hoặc là dòng dõi, tức là loại độc tài đầu tiên, hoặc là quân đội, loại độc tài thứ hai, hoặc là đảng phái, loại thứ ba. Tuy nhiên, trên cái nền tập thể ấy, thỉnh thoảng hiện lên những cá nhân thâu tóm toàn bộ quyền lực và hiện hình như những bạo chúa Hitler ở Đức, Stalin ở Liên Xô, Augusto Pinochet ở Chile, Francisco Franco ở Tây Ban Nha, Saddam Hussein ở Iraq, Muammar Gaddafi ở Libya, v.v. Với độc tài đảng trị của Cộng sản cũng có những cá nhân nổi bật như vậy. Lenin và Stalin ở Nga, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Pol Pot ở Campuchia, anh em Castro ở Cuba và dòng họ Kim ở Bắc Hàn. Riêng ở Việt Nam thì trước đây Lê Duẩn cũng có thể được hoặc bị xem là một nhà độc tài. Tuy nhiên sau Lê Duẩn thì khác, quyền lực của các tổng bí thư từ Trường Chinh đến Nông Đức Mạnh càng ngày càng giảm sút, đến Nguyễn Phú Trọng thì lại càng giảm. Trong khi đó quyền lực của Thủ tướng, đặc biệt là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng càng lúc càng tăng, nhưng tăng đến mấy thì vẫn không lấn át được tổng bí thư. Có thể nói chế độ ở Việt Nam là một nền độc tài nhưng không có nhà độc tài, đó chỉ là một guồng máy chứ không có mặt người. Thứ hai, guồng máy độc tài ấy khá mềm. Chữ mềm ở đây tôi mượn từ bài Những nhà độc tài mới cai trị bằng nắm đấm nhung của hai tác giả Sergei Gurev và Daniel Treisman-May. Trong bài viết, hai tác giả này nêu lên hai luận điểm chính. Thứ nhất, trên thế giới hiện nay vẫn còn một số chế độ độc tài khát máu như ở Syria và Bắc Triều Tiên, nhưng số lượng các nền độc tài tàn bạo như vậy càng lúc càng hiếm. Theo thống kê, vào năm 1982, 27% các quốc gia độc tài có dính líu đến các vụ giết người hàng loạt. Năm 2012, con số ấy chỉ còn có 6%. Thứ hai, hầu hết các nhà độc tài được chú ý lâu nay như Vladimir Putin ở Nga hay Alberto Fujimori ở Peru, Recep Tayyip Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Mahathir Mohamad ở Malaysia, Hugo Chavez ở Venezuela đều có bàn tay bọc nhung. Và hai tác giả này gọi đó là những nhà độc tài mềm. Cả độc tài cứng lẫn độc tài mềm đều sử dụng hai biện pháp chính để duy trì quyền lực, đó là khủng bố và dối trá. Sự khác biệt căn bản giữa độc tài cứng và độc tài mềm nằm ở chỗ, với độc tài cứng, khủng bố là biện pháp chính, với độc tài mềm thì dối trá là biện pháp chính. Xin lưu ý, ở đây chỉ có vấn đề chính hay phụ, chứ không phải có cái này thì không có cái kia. Tính chất khủng bố tại Việt Nam hiện nay có 3 biểu hiện chính. Thứ nhất là tra tấn đến chết trong các đồn công an. Thứ hai là dùng côn đồ hoặc công an giả dạng côn đồ để hành hung những người chống đối, thậm chí những người chỉ chống đối Trung Quốc. Và thứ ba, mang ra tòa kết án tù với những lý do vu vơ kiểu trốn thuế hay lợi dụng tự do dân chủ. Tính chất dối trá của các nhà độc tài mềm được thể hiện bằng hai biện pháp chính. Biện pháp thứ nhất là đánh tráo khái niệm. Tất cả các chế độ độc tài, trong đó chế độ hiện hành tại Việt Nam đó, đều tự xưng là dân chủ. Để chứng minh nền dân chủ giả vờ ấy, người ta cũng tổ chức bầu cử và cũng đề cao luật pháp. Nhưng bầu cử thì lại không gắn liền với quyền tự do ứng cử và vận động tranh cử. Hơn nữa, người dân chỉ được quyền bầu cử quốc hội, trong khi quốc hội lại chỉ là bù nhìn, không có quyền lực gì độc lập cả.
Còn cái gọi là pháp quyền ấy, thực chất chỉ là pháp trị. Ở đó, pháp luật được sử dụng như một thứ công cụ để trấn áp dân chúng và để lừa dối thế giới. Thứ hai là độc quyền tuyên truyền. Từ thời đổi mới đến nay, chính quyền Việt Nam ít nhiều nới lỏng sự kềm kẹp cho tư nhân hóa trong khá nhiều lĩnh vực, nhưng về truyền thông, họ nhất định không nhượng bộ. Tất cả đều nằm trong tay nhà nước để dân chúng chỉ được tiếp nhận một nguồn tin duy nhất, một cách diễn dịch tin tức duy nhất. Ngay trong cái hệ thống truyền thông nằm trong tay của họ, họ cũng áp dụng một cái chế độ kiểm duyệt rất là khắc nghiệt. Những bài vở khác với chủ trương của họ đều bị cấm đoán. Những người họ xem là phản kháng hay có tinh thần phản biện mạnh mẽ, cho dù chỉ viết vu vơ thôi á, vẫn bị cấm đoán. Để kết luận, chúng ta có thể nói độc tài cứng hay độc tài mềm, độc tài có nhà độc tài hay không có nhà độc tài thì cũng đều là độc tài cả. Tự bản chất, chúng không có gì khác nhau cả. Tất cả đều là độc tài.